Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tháo cái tông đơ điện này ra, khám phá bên trong xem có gì nha các bạn nhé. Đây tông đơ điện này các bạn, tông đơ cắt tóc này. Nếu mà các bạn muốn mua tông đơ cắt tóc này thì mình sẽ để link ở phía dưới. Tông đơ cắt tóc nó sẽ các bạn thích mẫu mã nào thì họ sẽ gửi về tận nhà cho các bạn. Nếu mà muốn mua những sản phẩm thì các bạn có thể comment phía dưới để mình tìm những cái mật phẩm mà giá rẻ nhất và hợp lý nhất đảm bảo cho các bạn mua. Thế mình sẽ tháo cái này ra. Vì cái này của mình đợt lọ mình để lâu ấy, cái quả pin này nó bị chết rồi, nó không chạy được. Rồi để mình bỏ ra mình chế xem nó được không. Các bạn nhé. Các bạn đi theo video này thì mình sẽ tháo cái này ra xem có bị không các bạn. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ tháo cái tông đơ này ra, rồi cắt tóc này xem còn gì nhé. Đây mình có một cái tô vít này, mình tháo ra này. Khám phá bên trong xem có cái gì không. Này thì nó có cái kiểu như motor các bạn. Cái này là cái kiểu như bọc để cho nó bật quá. Lâu lắm rồi mình không vệ sinh nó. Xem trong nó có gì. Cái con ốc là này. Các bạn phải lạy từ từ nha, không ạ? Nó gãy một phát là à đây, trong này có một hai ốc nữa. Ở bên trong có hai ốc. Mình tưởng hết ốc rồi, nó ra bên trong. Đây, tháo này ra. Ừ.
đấy các bạn. Thì bên trong cái motor nó có một cái tông đơ đây, tông đơ này. Đây có motor này. Cái motor này chạy. Đây công tắc. Đây là có pin ấn vào. Trong này nó có một cái mạch gọi là mạch sạc. Cái mạch này là mạch bo mạch điện này cấp cho tông đơ. phải tháo cả này ra, mình cứ thế mình cậy lên là nó bị gãy mất rồi. Chi tiết xem đây, nó gồm ổ điện này, một cái bộ này để lắp có pin, lắp pin thôi. Bây giờ mình thử xem cái quả pin này xem nó chạy nhé. Test cái này xem nó còn sống nhá. Ai, test này cũng bị nhậu rồi sao? Cái này ngu quá, mình cứ thêm mình cậy ra nó gãy mất. Đấy, cứ thế cậy lên gãy mất rồi. Thank you.
Vâng, Vio, thế đây mình xin tạm dừng các bạn nhé. Mình sẽ tiếp Vio này là chính xác của cái tông đôi điện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Vio này. Các bạn thích nha. Các bạn thích nha. Cảm ơn.